Hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đã đạt UG26 và mở khóa chức năng du hành thời gian. Thì chúng ta sẽ vào xem cái du hành thời gian là chúng ta sẽ thi đấu như nào. Du hành thời gian này sẽ nhận được kim cương, sẽ rút thăm Pokemon cũng như là các trang sức cho Pokemon. Ok, hành trình đầu tiên được mở khóa là hành trình Ujima khởi hành. Ok, bắt đầu. Và Satoshi đã xuất hiện, chiến binh Satoshi rồi. Ok, chúng ta như thế nào đây? Xe chúng ta đây, và đầu tiên chúng ta sẽ được tiêu chiến này. Đội hình quái vật gồm 6 con, cấp 4 sao. Ok, đội hình của mình vẫn giữ nguyên như vậy nha. Đại chiến luôn rồi. Rồi, còn những quái cây đã đạt hình thể hoàn hảo nhé. Hình thể hoàn hảo cấp 3 luôn. Biết là không ăn được đội hình này không. Ok, Pokemon nắp ấm và Pokemon cùng nong đôi gai. Phượng Hoàng Ngựa đã tung chiêu cuối cùng. Phượng Hoàng Ngựa đã tung chiêu cuối cùng, sức sát thương là 18.000. Ok, Pokemon nắp ấm. Ok, Pokemon cây ấm chuẩn bị chết rồi. Tấn công một, ui, kim điện tạo ra quả cầu điện đóng sát thương 4.000. Chết. Dòng xanh mà ra chiêu thì chỉ có đai đóng sát thương 9.000. Ok, mình đã nhận được cái gì đây? Pokemon hạng bay tâm linh côn trùng cơ ta tăng 15% sát thương gây ra. Tăng 20% công. Tăng 20% công đặc biệt. Chọn tặng quà. Ok, đánh đến đội Pokemon tiếp theo, cấp 26, đi tiến luôn. Xuất hiện Pokemon mới rất hay. Đặc biệt của em bé vừa tạo ra vụ nổ như là hạt nhân. Xuất hiện Pokemon mới nhìn giống như là những cái con mắt có chữ U năm chân. Đội Pokemon của kẻ địch ghi vào 26 là hơn bên mình một cấp, mình cấp 25 thôi. Phượng Hoàng Ngựa ra chiêu cuối cùng. Đây là skin của Hâm Đá húc đầu. Búp máu, đã khởi búp máu rồi.
kim điện phượng hoàng nữa. Ok, đã chết boss rồi, chỉ còn một con nữa rồi, cố lên. Đã xong. Đã qua hai trận trong bảng du hành thời gian. Ok, chúng ta sẽ nhận cái gì đây? Pokemon Zeta miễn dịch tê liệt, miễn dịch ngủ say. Đá ma rồng mình không có, chỉ mỗi rồng thôi, không có đá, không có ma. Miễn dịch tê liệt. Chọn cái này đi, cho rồng đỡ phải chịu. Mời một Pokemon hỗ trợ hoàn thành hát nhiệm vụ phương lần này. Phong phú cấp 24, 4 sao. Chọn này. Một tình trị liệu cấp 8 Pokemon có thể giúp Pokemon chứa chưa tử vong hồi 50 HP. Ok, nhận kết tinh. Tiếp tục đánh Pokemon tiếp theo đi vào 27. Đây là map du hành vũ trụ. Có bản du hành vũ trụ. Kinh nghiệm chưa gì đã ra chiêu rồi. Ui rồi. Phượng Hoàng nữa cũng ra chiêu luôn. Ôi toàn skin cuối luôn. Ôi rồi. Ôi đội chủ địch gọi là cứ gọi là tan tác khi mua luôn. Đấy, bom hạt nhân luôn. Lâm Phú ăn thua gì đã chết, còn hai tên nữa rồi, cố lên, còn một tên thôi. Ui giời, 7.000. Được kinh của hắn là gì? Ui, không chịu được rồi. Chết. Trận chiến diễn ra quá trong vánh. Du hành thời gian. Hiệu quả trị liệu tăng 40%, tăng 20% thủ đặc biệt, chọn luôn. Báo dương cho nhận được gì nào? Ok, đã nhận được tăng sức cho đội quân của ta. Đánh bạn này cấp 30 rồi, tăng cấp 28, đánh cấp 28 rồi. Tiêu chiến Niver của chúng ta đang là Niver 25 và chúng ta đang đánh Pokemon Niver 28. Công của bên mình đang là 41k, còn công của địch đang là 40k, nó là đang tài năng sức. Ok, chúng ta đang được hưởng lợi thế thì chúng ta vào phát được ra skin luôn. Tổng sát thương đang là 12.000 của chi điện. Phượng Hoàng nữa là 38.000. Dòng xanh 13.000. Cái kim tạo ra cái sắc kim rất là lớn. Rất mong là chúng ta sẽ vượt qua được ái du hành thời gian này để lấy được nhiều thưởng. Mà nó đánh mạnh trước nha, đánh rất là đau luôn. Quân của chúng ta mất rất nhiều máu và chúng ta không có đội hình hút máu, chưa có Pokemon SSR nào lên trị liệu nhưng mà mình không cho đồng hình được. Cái này thì khả năng mình chỉ đánh được đến cấp 28 rồi, cùng lắm đến được 29 là hết rồi, không thể đánh đến 30 được gì, nhận được 30 quá. Trời, đã sắp đai rồi, sắp đai là mấy bạn tên đội của địch đều đã full
full mana để chuẩn bị ra skin cuối rồi. Mà mình không duyệt là mình sẽ coi ấy ra skin cuối. À skin ít chị vậy, may quá. Đại bàng skin cuối, skin đánh nan dòng skin cuối, skin đánh một đối tượng đây là skin này, một đối tượng này đấy, đủ duyệt này. Đây skin đánh kinh khủng như là có bom nguyên tử luôn, nó cũng hình nấm luôn đấy, sợ gì. Mong là sẽ nhận được nhiều trang sức được vuông ngon để đeo vào Atmos sẽ tăng lên. Bóng tối khép tiên thần cho ta tăng vào 5% sát thương gây ra miễn dịch trước cả chọn hộp này. Ok như là 29 như là 31 ủa hồi sinh một Pokemon đã tử trận. Pokemon nào tử trận thì chúng ta sẽ hồi sinh, nhưng mà chúng ta chưa có Pokemon nào tử trận cả. Mười ca hoa hay hai kiến. Mình đã chơi một em Pokemon cấp 24 mới cho vào đội hình. Ôi đánh hai kiểu mà nó không có gì ạ, ba skin nó không có gì ạ. Nguy hiểm nhỉ, giờ muốn nó phản đoàn chết luôn. Ui cái gì mà của mình gần hết máu luôn, em Pokemon Tây của mình gần hết máu luôn. Ui chết rồi, để chết lắm. Ôi toàn kinh điện sử dụng cơ kim tạo quá cầu điện cuộn hoàng giá thối, nhưng mà con thua rồi. Anh em ơi, skin cuối chưa giết được con nào luôn, chưa giết được con nào bên nó thì bên nó bên kẻ địch đang full hết đấy, nó lại bút máu. Skin quái đá thì là mạnh nhất, trời ơi đẹp. Mình đã chết mất Pokemon Tây rồi.